Anh chị và các bạn thân mến, thưa với anh chị và các bạn là rất nhiều những người trẻ hiện nay thì thành công nhờ vào cái sự sáng tạo cũng như là cái tinh thần dám nghĩ, dám làm. Và trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Thắng sẽ dành thời gian ra kể với anh chị em và các bạn về một cái câu chuyện đời thực, thực tế 100% tại Việt Nam luôn. Và cái sự thành công này thì nó đến từ rất nhiều những cái yếu tố, nhưng mà một trong số những yếu tố quan trọng nhất trong cái câu chuyện mà Thắng muốn kể với anh chị em và các bạn ngày hôm nay, nó lại đến từ một cái câu chuyện, nó là dám nghĩ và dám làm. Trong số những bạn bè cũng như là những người mà Thắng theo dõi trên các cái kênh YouTube mà thì lâu nay Thắng vẫn học hỏi các bạn trẻ để có thể đưa đến cho quý anh chị em và các bạn những video chất lượng cũng như là những cái chủ đề mà nó nóng, nó hot. Thì trong buổi hôm nay thì Thắng sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn hai bạn trẻ khá là thành công, và cũng thực sự nếu anh chị em và các bạn xem những video của anh em nhà này thì thực sự sẽ để lại cho anh chị em và các bạn những cái tiếng cười, xóa đi những cái nỗi khó khăn, mệt nhọc của những ngày đi làm. Đó chính là anh em nhà Ta Mao, một trong hai cái kênh là Ẩm thực Ta Mao và kênh Ta Mao TV. Đây là hai kênh trong thời gian qua là rất nóng trên phương tiện là YouTube. Những cái vlog mà hai anh em nhà này làm thì đem lại rất nhiều tiếng cười. Thực sự thì anh em nhà này đã thành công như thế nào? Và cái cách anh em nhà Ta Mao làm thì liệu các bạn trẻ có nên học hỏi, và nên học hỏi ở điểm gì? Thì theo cá nhân Thắng, một số cái cảm nhận của Thắng ơi, xin gửi chia sẻ với anh chị em và các bạn. Kênh Ta Mao TV và kênh Ẩm thực Ta Mao thì được xây dựng cách đây khoảng một năm, tức là kênh này đã được xây dựng trong cái khoảng thời gian là trên dưới 12 tháng gì đấy. Tôi nhớ không chính xác lắm về cái thời gian, anh chị có thể cập nhật thêm cái thông tin cho Thắng ở phía dưới. Anh em này thì chuyên làm những cái video đùa nghịch của tuổi trẻ ấu thơ, cũng như là những cái trò chơi gọi là nghịch dại ở cái vùng nông thôn phía Bắc Việt Nam. Một cậu em thì có vẻ là tuổi cũng lớn rồi, nhưng mà với cái chiều cao khiêm tốn và cái khiếu ăn nói thực sự rất hài hước, thì hai anh em kết hợp với nhau xây dựng những cái video về ẩm thực, về nấu những món ăn. Nhưng điểm đáng nổi trội ở đây thì có thể đầu tiên thì khi mới bắt đầu xem video, ai cũng có thể nhận ra đó là cái sự dễ thương của cậu em và của người anh, rất là quan tâm đến người em của mình. Cộng với việc cách nói chuyện hóm hỉnh và gây ra những cái tiếng cười, cách quay phim thì khá là dân dã, không có việc chỉnh sửa quá nhiều, cũng như là quay gần như là cảnh thực ở một cái đồng quê phía Bắc Việt Nam. Cái điều mà chúng ta ít ai để ý tới và cũng không mấy người nói tới với quý anh chị em và các bạn những cái thành công của hai anh em này, thì có thể theo Thắng thì đây là một trong những cái thành công nhanh và đem lại một cái số lượng người theo dõi rất là lớn. Cả hai kênh là kênh Ẩm thực Ta Mao và kênh Ta Mao TV thì đã bắt đầu vượt qua cái con số 1,5 triệu người theo dõi. Như vậy là đây là một trong những cái kênh duy nhất tại Việt Nam tốc độ lên số lượng người theo dõi nhanh, và lại là một trong những kênh mang tính tư nhân, tức là cá nhân. Vậy thì anh chị em và các bạn có đặt ra câu hỏi là làm thế nào mà lại chỉ cần là hài hước, chỉ cần dễ thương, dễ mến, thì liệu là chúng ta có thể làm được như vậy hay không? Thực tế thì chúng ta cũng phải cần đánh giá thêm. Theo Thắng thì Thắng thấy rằng là anh chị em, hai cái cậu này có một cái điểm mà giới trẻ bây giờ mà Thắng học hỏi được rất nhiều của những bạn khác ngoài kênh này, đó là họ dám nghĩ, dám sáng tạo và dám làm. Điều mà Thắng đặt ra với anh chị em và các bạn là nếu như anh chị em và các bạn gặp phải một cái câu hỏi, các bạn gặp phải một cái câu hỏi rằng là làm thế nào để luộc một con voi, thì điều đầu tiên anh chị em và các bạn sẽ nghĩ tới là câu chuyện là nếu luộc voi thì làm sao cho nó chín. Sẽ nghĩ tới câu chuyện làm thế nào để có thể luộc để thịt voi nó có thể chín được. Nhưng với cách nghĩ của anh em nhà Ta Mao thì hoàn toàn không phải như vậy. Anh em Ta Mao sẽ nghĩ rằng là cứ luộc thôi,
làm sao để luộc, tức là nước sôi luộc con voi thôi. Còn chín hay không chín đó lại là một vấn đề khác. Ăn được hay không ăn được lại là một vấn đề khác. Vậy cái điểm khác biệt giữa cái kênh ẩm thực Chamao TV lên sắp rất là nhanh, ngoài cái câu chuyện là những cái sự dễ thương trong trong quá trình mà trao đổi và chia sẻ, làm những video chia sẻ với anh chị em và các bạn gây những tiếng cười, thì một cái điểm nổi trội khác hẳn so với những kênh ẩm thực khác mà anh em ta mau làm được, đó chính là cái tư duy về câu chuyện nấu nấu ăn, nấu thực phẩm, làm món ăn không hẳn là phải làm cho nó chín. Khái niệm thông thường của chúng ta là nấu ăn là phải nấu chín, nấu ngon. Với anh em nhà ta mau là cứ miễn sao nấu lên là được, cứ miễn nấu được là được. Và anh em nhà ta mau đã có những video gây sốc cộng đồng với việc luộc cả một con trâu, luộc trâu. Nhiều người thì vào quán thì bảo rằng là nếu mà gọi một cái món gọi là cho một trâu luộc thì không thể làm được. Nhưng mà anh em nhà ta mau đã làm được chuyện đó. Tức là cả một con trâu anh em nhà này làm thịt ra và mua một cái bình nước, một cái bình gọi là bình chứa nước Sơn Hà đâu đó khoảng khoảng rất là lớn ấy, cái loại bình lớn của chứa nước Sơn Hà. Sau đó thì đục đi một mặt của bình chứa nước và hàn thêm bốn cái chân chống ngược cái bình lên, đổ nước vào và sau đó thì cho cả con trâu vào trong cái bình đó, đổ nước đầy vào sau đó nấu. Đó là điều mà anh em mà ta mau đã làm. Còn sau khi họ luộc chín con trâu thì cắt con trâu ra có ăn được hay không thì cái chuyện đó là một cái câu chuyện khác. Và cái điều thú vị đó đã cuốn hút rất nhiều những người trong cộng đồng tò mò theo dõi xem là anh em ta mau làm sao để có thể luộc được trâu, điều mà ít người làm trong cái thời gian trước đó. Điểm nổi trội hơn hết là phần lớn các cái món ăn của anh em người ta mau thì đều không ăn được. Thậm chí là những món ăn mà do gọi là mau đệ nấu nên thì đều vứt cho chó, mà thậm chí chó còn không ăn được. Nhưng mà đó là điều nổi trội và cái sự khác biệt dám nghĩ, dám làm và dám hành động với những cái vấn đề mà theo những cái lý lẽ thông thường thì người ta sẽ không làm, ít khi làm và không muốn làm. Tuy vậy thì anh em nhà ta mau lại làm ngược lại. Anh chị và các bạn xem Ta Mau TV và ẩm thực Ta Mau, ủng hộ kênh Ta Mau và anh em nhà Ta Mau, anh chị sẽ thấy được những video mà anh em này làm với những cái cách làm rất là thú vị. Và anh chị có thể nhìn thấy được chính bản thân mình trong đó vào những cái lúc, tức là hồi tưởng lại những kỷ niệm của chính bản thân mình tuổi ấu thơ tại làng quê phía Bắc Việt Nam là rất gần gũi. Những trò nghịch bậy, những trò gọi là bày ra để phá quấy, phá làng, phá nước, cũng như là những việc mà chơi xỏ thằng em hoặc thằng anh chơi xỏ thằng em hoặc thằng em chơi xỏ thằng anh trong cái câu chuyện của cuộc sống tuổi ấu thơ. Thực sự rất cuốn hút anh chị em và các bạn. Và điểm chúng tôi điểm thêm một cái góc nhìn khác, đó chính là cái câu chuyện dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Hai anh em này thì thực sự là cũng là một trong những cái điểm nổi bật mà đáng học hỏi của các bạn trẻ trong cái lĩnh vực đó là làm YouTube, làm sáng tạo, là một gọi là cái kênh đứng vai trò là một partner, tức là người làm nội dung cho YouTube. Thì tại sao chúng tôi lại chia sẻ vấn đề này? Tại vì trong mấy ngày hôm nay thì có cái sự rình rang của câu chuyện là Year One, một trong những cái công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán, thì đang có cái câu chuyện gặp bê bối của việc là YouTube cắt cái đang có cái tín hiệu cho thấy rằng là sẽ cắt không hợp tác với cái đơn vị này ở ba công ty thành viên liên quan tới các cái network mà Year One đang quản lý. Và những cái rắc rối trong cái quá trình mà làm việc với YouTube, hoặc là những cái văn hóa của một số cái cộng đồng người Đông Á chuyên là vi phạm các cái nguyên tắc cộng đồng của YouTube, thì đã được các cái network này có thể là đã sử dụng một số cái biện pháp để lách luật và gọi là nương tay, nhẹ tay cho những cái kênh YouTube như vậy và được kết nạp vào cái network. Do đó thì YouTube đã trừng phạt Year One và sẽ có một cái đàm phán, kết quả cuối cùng sẽ có vào ngày 31 tháng 3. Tuy vậy thì trong mấy ngày hôm nay thì Year One đã bị ảnh hưởng rất là nhiều và bị giảm sàn, giảm rất là mạnh. Đây là những câu chuyện mà chúng tôi
cũng thấy rằng là có rất nhiều vấn đề trong cái việc phát triển và làm việc với YouTube. Một trong những cái tập đoàn gọi là công nghệ hàng đầu, nó là công ty con của Google và nó đại diện cho cái lĩnh vực gọi là những doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn số 1 thế giới. Và cơ quan hành pháp, tức là cái đơn vị mà pháp chế của công ty Google, thì đó là một trong những cái đơn vị mà có cái quy định về pháp chế cực kỳ nghiêm ngặt. Cộng với câu chuyện nó là họ yêu cầu những cái partner cũng như là những cái đơn vị gọi là liên kết của họ ở trên toàn thế giới phải tuyệt nhiên và tuân thủ đúng cái nguyên tắc mà họ quy định, và cần phải họ thường xuyên là giáo dục và đưa ra những cái biện pháp để ngăn chặn cái việc là vi phạm cái nguyên tắc cộng đồng cũng như là ảnh hưởng tới người dùng, tức là những khán giả mà xem những cái YouTube, những cái video mà cho những người sáng tạo làm ra, ví dụ như những khán giả bé nhỏ thì được YouTube kiểm duyệt rất là chặt chẽ. Tuy vậy thì những bê bối về cái trò thử thách về Momo, rất nhiều những bê bối mà do giới truyền thông tạo nên làm cho YouTube nói riêng và Google nói chung rất là đau đầu. Do đó họ đã cương quyết gọi là trừng phạt đối với những cái đơn vị vi phạm những cái nguyên tắc về cộng đồng, gây ra những cái bất ổn cho cái kênh này nói chung, nói riêng và cái doanh nghiệp gọi là Alphabet nói chung. Những cái chia sẻ của chúng tôi mong rằng là một cái câu chuyện kể về cái sự sáng tạo miệt mài, dám nghĩ, dám làm của anh em nhà Tamao, một trong những cái kênh được thành công. Chúng tôi không muốn nói nhiều về thu nhập cũng như là những cái thành công cụ thể của anh em nhà Tamao. Tuy vậy thì chúng tôi có thể nói với anh chị em và các bạn là không phải bạn trẻ nào cũng có thể làm được, nhưng không phải là không làm được. Chuyện làm được như anh em nhà Tamao với những thành công hiện có, chúng tôi có thể thấy được rằng là giới trẻ Việt Nam cực kỳ sáng tạo, người trẻ Việt Nam vô cùng sáng tạo, và chúng ta chỉ thiếu một thứ mà như anh Vũ đã nói, đó là thiếu cái hoài bão, thiếu cái sự quyết tâm và cố gắng để có thể làm và thực hiện những cái ước mơ và hoài bão của mình. Thì hy vọng là những cái video về câu chuyện, kể những câu chuyện đời có thực, kể những cái gương thành công có thực, mong là thúc đẩy những bạn trẻ đang có ước mơ, đang có hoài bão thì sẽ tiếp tục gây dựng cái hoài bão của mình, quyết tâm là để tiến lên trong cái con đường gọi là sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng bốn cái thời đại của Internet, thời đại của 4G, thời đại của 5G để có thể ứng dụng, nhanh chóng ứng dụng để đem lại những cái thành công đột biến cho chính bản thân cá nhân của mỗi bạn đang có gọi là cái ý định xây dựng những cái thương hiệu và ý định làm ăn kinh doanh nhờ vào cái sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin. Và Lên cũng luôn bật mí với anh chị em và các bạn một cái điều cuối cùng, thực sự Thắng rất muốn sẻ chia, đó là 20 năm về trước thì chúng ta Internet và công nghệ của chúng ta thì còn khá là xa vời, nhưng hiện nay thì với cái tốc độ phát triển của công nghệ có thể được coi là nhanh và thần tốc, thì những cái sản phẩm, những cái mặt hàng hay những cái quá trình khởi nghiệp của quý anh chị em và các bạn sẽ được dễ dàng hơn nhờ vào việc là chúng ta có thể nhanh chóng sử dụng công nghệ để đem cái sản phẩm tốt của mình giới thiệu đến người tiêu dùng, giới thiệu đến cộng đồng không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Chúng ta có thể sử dụng những kệ hàng của Amazon, những kệ hàng của Alibaba, những kệ hàng của những công ty thương mại điện tử để bán bất cứ thứ gì anh chị và các bạn có thể bán. Đôi khi những thứ tưởng chừng như vô nghĩa xung quanh anh chị em và các bạn, ở những làng quê, ở những đồng quê, ở những nơi quý vị anh chị em và các bạn sinh sống, đưa lên kệ hàng của Amazon, đưa lên kệ hàng của thế giới, lại bán được với một cái giá không ngờ tới. Có khi cái sự thành công nó lại đến từ những cái sự vận may và những cơ duyên như vậy. Lấy ví dụ như là một cái ví dụ cuối cùng cho anh chị và các bạn dễ mường tượng. Lấy ví dụ như là cái túi cám con cò của Việt Nam đem sang Nhật Bản thì họ may thành một cái túi và nó đã được bán với mức cái giá rất là cao, cao gấp 10 đến 15 lần cái giá trị thực tế của cái túi tại Việt Nam. Thậm chí là còn cao hơn mấy trăm lần luôn, chứ không, tôi không nhớ chính xác là cao hơn bao nhiêu, nhưng thực tế ở Việt Nam thì cái túi cám con cò thì chúng ta mua cám về rồi cho lợn ăn xong thì vứt túi thôi. Nhưng mà cái đó đã được bán với mức giá rất cao.
Đó là ví dụ điển hình là tưởng chừng như một cái thứ rác rưởi vứt đi mà người Nhật đã biến nó thành một cái túi gọi là hàng hot, hàng gọi là hàng 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 kiểu mẫu, là một cái mẫu mã được được ưa chuộng của giới gọi là giới nhà giàu của Nhật. Thân chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn. Mong rằng là luôn được anh chị em và các bạn ủng hộ, luôn được các bạn trẻ ủng hộ và tiếp tục để đăng ký kênh Thắng ơi, cũng như là like, share video để có thể tiếp thêm động lực cho Thắng có thể sẻ chia với quý anh chị em và các bạn nhiều những video hay hơn, tuyệt vời hơn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.